Quá quá cả nhà ơi, năm nay trúng vua, trúng đắt quá, vừa năm nay hút quá. Ô quá, anh đang lấy rồi đó, anh không lo lấy không kịp người ta kìa. ตามปองธรรมทีวีสมกรุ๊ปปองប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គមYouTube នេះបងធំមកចែករំលែកបងកាត់បែអូឡិតតោតោណាឆ្នាំនេះយកឡើងលុយកកហើយប្រមួយ thức mà cho Đắc Minh bổn ơi. Lậu các bạn men mê cái hứa hay lậu đặt lên tàu tàu nó nằm đi mà kia có mùi con bảy hội vâng Adam mê ngồi dùng thơm TV xin chào tất cả các bạn ha. Bữa nay lại quay dư anh ba bẻ này chung chung lắm cả nhà, một ký 6.800, hiện tại thì cũng đang chuẩn bị lên cân. Đó, quá trời luôn nè. À, bà chủ mà áo vàng nón trắng kìa, hiện tại là máy cày đang xuống nè. Lầu xin tạc nem bông cho ô lấp. Chào lắc cây lắc bánh mà kilo mạnh con. Kilo mà phải cùng bay sang ngang. Sang ngang mà anh học sắp bảy à? Học sắp bảy. Là 6.800 đấy. 6.800. Nhưng đám bánh mạnh công không nâng? Thuyền tàu đây lắc nâng ạ. Lâu bằng ôn gầm bùng tại chắp đầm cách. Nhà báo Việt Nam hả? Mượn lại lại đó tàu tàu nó học lực năm nay mưa bay ngày nay tập bay mà sinh lực nó lọ nè, dưa hấu năm nay còn vàng rất tốt rồi nha, mới bẻ để mà lá còn nguyên luôn, năm nay thuận mùa, có chỗ thì 6.800, có chỗ thì 7.000, tùy theo dưa nó đều không đều cả nhà, nên người ta lên cao lắc học lực na sơ mơ nó bàn bồi bòn chen. Đây là cái hử hơi á, đây là những lửa dưa lửa xong nữa cả nhà, đó đang lên đó. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì gọn cả nhà, có máy kéo luôn, khỏi mà con mình giác lên, chỉ có ginh qua trên này qua để cân luôn à. Anh ấy người ta sẽ nọc mẹ anh mà xin những dân hình smart thì cái đặt lần là mình xin nó hết dân ô tối dân thằng lần mình đòi mồm play play mẹ anh mà chặt cái mỏ hư có ai lực cái né không. Cái này là bãi dưa đây hả? À? Bắt đầu lui lại ha, để cho nó dễ. Chung luôn năm nay vừa làm điều lật tàu ở bao sảy nằm nâng khơi nhau lật dân cái tàu cho năm hết
hôm nay ban thay thêm mà khơi lắc nó lỏ thế này, nên ngày cắt thế mà khơi sần lắc nó pin, mưa mình khơi lắc nói đó, khơi lắc nói đó, quá trúng luôn à, không thấy dừa luôn cả nhà, đó. Đó. Năm nay là coi như là dưa mà bẻ mà vàng còn nguyên luôn, hai thớt kia là còn xanh thì. Đó, hiện tại đây cũng đang máy cây đang di chuyển chuẩn bị cân tiếp, là mình xin tình trạng có mò riệp chòm lần mình to tiếp. Bắt đầu cân. Anh em mình bẻ dưa với ngày này thấy thế nào Thảo? Thấy dưa này trúng không Thảo? Cái nam trai thấy dưa này trúng không? Trúng mà nước ngập quá. Nước ngập quá à? Nước ngập là sao nước ngập vậy? Nước ngập là coi như là nó ra mồ hôi sớm đó ha. Quá trúng rồi nhà. Sao anh trai thấy dưa này ngọt không? Quá ngọt luôn ha. Ăn rồi thấy liếm môi liếm mép đồ quá dữ. Dưa ngon nhất là dưa trắng đây nha. Dưa này rất là ngon. Đó, hiện tại thì bữa nay là thu hoạch 4 công, 1 ký 68. Này mấy cái dưa nhỏ nè, mấy cái dưa cân là đem vô vỏ hết ha. Hai anh trai nhìn ăn dưa thấy quá ngon. Sao anh trai dưa này ngọt không? Em thầy sẽ chia sẻ cho khán giả nhìn thử chút coi. Quá ngọt luôn. Chưa ăn là sao biết quá ngọt. Quá ngọt ha. Ăn dưa vào buổi sáng ngon, ngọt trời mát nữa. Ừ. Trời mát là ăn tốt có dưa hấu nè. Anh em trồng dưa trúng quá cả nhà, vừa trúng dưa mà vừa trúng giá luôn, năm nay rất là đã luôn. Năm nay bằng ôn khăn hậu lật hàng trăm ca tàu thay thay là cốt nữa, vừa trúng giá thì vừa trúng luôn nha, trái lên luôn, hái rồi mà vẫn vàng còn xanh mướt luôn. Đây là dưa hấu của anh ba, đây là bán trước đó, nó còn rẻ nha, sau này là 4-7 ngàn mấy không. Cái này thu hoạch trước 4 công giá 68, này cạch mình 4 công lại 67. Để cắt mà hơi tiết đâu. Hôm nay chị hái dưa dùng mà chị thấy dưa này trúng không chị? Hái nãy giờ không thấy hết ha, còn vài luôn.
Dưa này chắc công 5-6 tấn quá. Xin 4 tấn được rồi hả? Ồ, 4 tấn này bao dư rồi, dưa này. Lá vậy là 4 tấn bao dư rồi. Còn xanh mướt luôn. Đã luôn. Chỗ chưa hái nè, lá xanh mướt. Rồi máy cày vô tiếp tục cân tiếp thôi nha. Xin chú riệp trầm thân tỏ thêm. Công lời đâu có 2 mấy triệu à. Vô rồi. Quá đã rồi. Trái rất là đều luôn. Em trai Thảo ra nước rồi đó hả? Ra nước rồi. Quá đã luôn. Bốn nằm chiếc máy cày. Giờ đi mua vỏ thêm cho đủ một xe này nó dễ chở. Quá đã luôn, năm nay vừa nhìn gì? Trúng quá kìa nhà, trúng quá, coi lái lại lấy nè. Ô, dành nhau vô bọc. Trúng quá. Tàu quế cái ngày đi mưa. Mình đợi bên này chỗ lạnh thoáng á. Quá. Cái này mọc này chắc cỡ trên 10 kg, cỡ 20 kg à. Quá. Dừa năm nay đắt quá cả nhà ơi, coi. Ô, bà con đến bù giật dành nhau luôn nè. Ô, quá đắt quá, dành nhau vô bọc luôn nè. Ô, mưa nở hôm nay chỗ bọc. Quá cả nhà ơi, năm nay chúng vua chúng đắt quá, dừa năm nay hút quá. Ô, quá. Anh đang lấy rồi đó, anh không lo lấy, không kịp người ta kìa. Quá. Nhà theo dõi tiếp trên kênh của Vũng Thơm TV hết cả nhà. Vâng, Vũng Thơm chào cả nhà. Hiện tại lựa xong rồi, bỏ bọc hết rồi nè cả nhà ha. Hà lâu bằng ôn cái mò hư. Lành môi mà hư chôn thân thôi, nó lâu cho nó xẻ nó so nó xẻ cổm. Có mời cái nhà mình xuống dưới ha. Hiện tại bây giờ xuống bọc ở phía dưới nữa kìa. Năm nay vừa trúng giá rồi hút nữa kìa nha. Bán thấy ghiền luôn. Năm nay đắt quá anh ơi. Có giờ vô bọc nữa kìa, trắng giả hết trơn luôn kìa. Bọc thì là 20 kg. Một ký 6.700-6.800. Có bây giờ đang lựa tiếp tục nè. Coi như là không chừa vậy luôn á, chỉ chừa có mấy cái dưa bo nhỏ thôi đó, còn bao nhiêu là vô hết. Yêu cầu tròn đẹp là lửa hết đó. Nằm đi lọc ở bàn thay nè, mà lỗ chua thẳng nói nó và mua là vô off mình rồi. Nấu tèo việc vi kép bình tốt nghe nó nè, mua nhóc đấy chú thì thứ hai à. Năm nay lọc hình hám với ổ lọc với.
chọn nó có bụi cho mó. Năm nay chắc hôm nay xong gặp xong ấy lóc anh chắc kiểu đó. Năm nay là chắc không có gặp ở cái nhà ấy. Năm nay là bán coi như là bãi nợ ở giữa ruộng luôn rồi, giữa mà dòng luôn rồi nè. Ra mua hết hết được bán lẻ cho bà con ăn rồi. Dưa này mình đem về đâu bán anh? Hả? Qua bên Trung Quốc luôn hả? Ở đâu? Năm nay là dưa hút thấy cũng dễ bán ha. Có cái bọc này nó cũng gọn nè, mình có vô gì nó gọn quá đã luôn à. Cứng lưng à, nặng ngực à, tết nhiều quá à, bớt lại nghe không. Hồi lậu bằng ôn bụng ta có mổ lo, năm nay đắt quá, đang gom mà lớp vô vỏ lên xe lớp về vô bọc. Quá trời luôn rồi, năm nay ăn dưa thấy hàm luôn, không có bán lẻ cho bà con ăn được luôn rồi. Chỗ này dưa quá đắt nè, coi nè, đỏ lòm luôn rồi. Chín đỏ lòm luôn, quá ngon luôn. Quá đã luôn năm nay dưa, nhìn vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều á. Chừng hay em bằng thông ảo của đồng bộ dân nó ảnh nên để tôi xin là kênh bằng thông TV chụp chi thêm còn lâu ngày thêm mây. Cảm ơn cái nhà mình ha, năm mới sức khỏe bình an vạn sự như ý ha.